Từ xa xưa, gà Đông Tảo tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên dùng làm cống phẩm dâng vua. Ngày nay, gà Đông Tảo mang thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, chúng trở thành thú cảnh hay quả biếu Tết độc đáo. Ông Lê Hồng Cường, người có 50 năm kinh nghiệm chăn nuôi gà Đông Tảo, là một trong 3 hộ chăn nuôi. Vào tháng 8 năm 2012, hoàng tử Nhật Bản Akishino đã ghé qua nhà ông xem, tìm hiểu về nuôi giống gà quý hiếm này. Cũng may mắn gia đình lại được gặp hoàng tử Nhật để coi như giao lưu, trao đổi về vấn đề chăn nuôi gà Đông Tảo này. Hoàng tử Nhật đánh giá cái gà này rất quý hiếm của Việt Nam. Thế nên khi hoàng tử Nhật ra về, rất thích một con trống và một con mái của gia đình nhà tôi. Tôi cũng cố gắng một cái cuộc đời của mình, lúc nào tôi cũng phải có cái con gà Đông Tảo. Buổi sáng ra ngồi uống nước trà, cũng được ngắm cái con gà Đông Tảo của quê hương mình, là tôi mừng lắm rồi. Gà Đông Tảo, một sản phẩm có danh tiếng hàng trăm năm tuổi, vật nuôi rất gần gũi và gắn bó với 350 hộ dân hiện đang chăn nuôi. Hữu xạ tự nhiên hương, những chú gà chân vảy rồng đã thu hút giới truyền thông quốc tế và tiếng tăm của nó đã đến tận các nước ngoài biên giới. Trại gà Đông Tảo của anh Giang Tuấn Vũ được đài truyền hình TBS của Nhật Bản đến làm phóng sự. Tờ Business Insider Mỹ đã chia sẻ video giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng này. Về mặt hình ảnh thì tôi thấy rằng là con gà nó đã vượt qua biên giới của Việt Nam và rất là nhiều bạn bè trên thế giới họ có phản hồi rất là tò mò về nó. Thì đấy cũng là một cái cơ hội cho chúng tôi, những người nông dân đang phát triển con gà Đông Tảo, không chỉ bán ở Việt Nam, có thể mở rộng ra quốc tế. Rất là hy vọng rằng sản phẩm thịt gà của chúng tôi, người ta sẽ nhắc đến nó giống như một cái sản phẩm như thịt bò Kobe của Nhật Bản. Đến nay, đã có 5 sản phẩm từ gà Đông Tảo được công nhận sản phẩm OCOP. Trong đó có sản phẩm thịt gà Đông Tảo đạt hạng 4 sao, các sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo, gà Đông Tảo ủ muối hoa tiêu, giò gà Đông Tảo đạt hạng 3 sao.